Lời Chúa. Chủ nhật thứ 28 thường niên, ngày 9 tháng 10 2022. Mười người phong cùi đứng đằng xa và kêu lớn tiếng. Lạy Thầy Giêsu, xin dù lòng thương từ trong tôi. Chúa dù lòng thương, Chúa dù lòng thương, chữa lành mọi người phong cùi. Nhưng chỉ một người ngoại bang trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Chính người kia đâu, sao không thấy trở lại tôn vinh? Đừng dậy về đi, lòng tin Chúa. Lời Chúa. Chủ nhật thứ 28 thường niên, ngày 9 tháng 10 2022. Thưa anh chị em, mỗi ngày Chủ nhật chúng ta nhớ cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng, cầu nguyện cho việc loan truyền lòng thương xót Chúa và cho ước nguyện, ước mơ có được ốc đảo lòng thương xót Chúa, có nơi để bà con đến họp nhau cầu nguyện, thực hành và loan truyền lòng thương xót Chúa. Mời chị em lắng nghe lời Chúa. Chủ nhật 28 thường niên 5C. Bài đọc 1 trích sách Các Vua quyển thứ 2, chương 5 câu 14 đến câu 17. Bài trích sách Các Vua quyển thứ 2. Thời ấy, ông Naaman, tướng chỉ huy quân đội của vua nước Aram, mắc bệnh phong hồi. Vậy ông xuống dìm mình 7 lần trong sông Giô-đan theo lời ông Elisa, người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ, ông đã được sạch. Cùng với đoàn tùy tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói: Nay tôi biết rằng trên khắp mặt đất không đâu có Thiên Chúa ngoại trừ ở Israel. Bây giờ xin Ngài vui lòng nhận món quà của tôi tớ ngày đây. Ông Elisa nói: Có Đức Chúa hằng sống là đấng tôi phụng sự, tôi thề sẽ không nhận gì cả. Ông Naaman nài ép ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối. Ông Naaman nói: Nếu Ngài từ chối thì xin cho phép tôi tớ ngày đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa đã mang khải ơn người cứu độ trước mặt chư dân. Chúa một bài ca mới, vì Ngài đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ cánh tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người. Chúa đã mong khải ơn người cứu độ trước mặt chư dân. Chúa đã biểu dương và khải công chính. Mời anh chị em
mở bài đọc 2 trích thư thứ 2 của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôtê, chương 2 câu 8 đến câu 13. Bài trích thư thứ 2 của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôtê. Anh thân mến, anh hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, Đấng xuất thân từ dòng dõi David, như tôi vẫn nói trong tin mừng tôi loan báo. Vì tin mừng ấy, tôi chịu khổ. Tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích. Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu và được hưởng vinh quang muôn đời. Đây là lời đáng tin cậy. Nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống với người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với người. Nếu ta chối bỏ người, người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, người vẫn một lòng trung tín, vì người không thể nào chối bỏ chính mình. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17 câu 11 đến câu 19. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi." Thế vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Thưa anh chị em, mỗi ngày Chủ nhật chúng ta cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng, cầu nguyện cho việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Đó là sứ mạng của Hội Thánh và cũng là của mỗi một người Kitô hữu. Bản chất của Hội Thánh là loan báo tin mừng, và mỗi một người chúng ta ở trong Hội Thánh nếu không loan báo tin mừng thì không còn là Kitô hữu nữa. Và những tông đồ lòng thương xót Chúa nếu không đi loan truyền lòng thương xót Chúa, không đi làm chứng, không đi thực hành lòng thương xót Chúa, thì chúng ta chỉ là tông đồ lòng thương xót trên giấy tờ mà thôi. Có khi ta cũng tuyên hứa, cũng đeo phù hiệu, cũng đi rước cầm cờ chống phách những ngày lễ, đại lễ lòng thương xót Chúa, rồi chụp hình quay phim, nhưng không khao khát loan truyền lòng thương xót Chúa, cầu nguyện và thực hành lòng thương xót Chúa rồi làm chứng bằng đời sống của mình, thì tất cả những hình thức mà ta cử hành đều vô nghĩa hết.
Cho dù ta có tuyên hứa bao nhiêu lần, cho dù ta có phù hiệu, ta có đốt nến bao nhiêu lần, mà không làm thì không có giá trị gì đâu. Cũng vậy, hơn bao giờ hết, ngày hôm nay giáo hội, đặc biệt là Đức Thánh Cha Francisco, nhấn mạnh đến việc loan báo tin mừng. Không phải ta đi tuyên truyền, ta đi khuyến dụ, hay ta đi ép họ. Có những tôn giáo mà ép người khác phải theo, nếu không theo thì bị hủy diệt. Chỉ lựa chọn một trong hai, một là theo, hai là chết. Cho nên họ phải cắn răng cắn lợi mà theo cái tôn giáo đó. Mà nếu như thế thì đâu phải là tôn giáo. Tôn giáo phải làm cho người ta phải được tự do, tự tình, tự nguyện đáp lại lời mời gọi đó. Mà làm sao người ta có thể tự tình, tự nguyện đáp lại lời mời gọi đó nếu người ta không thấy rằng những người trong tôn giáo đó, những người theo đạo đó đang sống như thế nào? Một cuộc sống đầy lòng thương xót, một cuộc sống vui tươi, một cuộc sống phục vụ, một cuộc sống bình an, một cuộc sống hài hòa. Ồ, đây là đạo thật đấy. Một cuộc sống mà người ta làm chứng bằng đời sống của họ, đây là đạo thật đấy. Vì thế mà Phaolô trong bài đọc 2 ngày hôm nay nói rằng là vì tin mừng tôi chịu khổ, còn phải mang xiềng xích như một tên gian phi. Vì đi loan báo tin mừng mà bị ghét bỏ, bị thù hằn, bị loại trừ như các thánh tử đạo, như biết bao nhiêu vị thánh đã bị khốn khổ vì loan báo tin mừng, như Thánh Faustina, như Trân Phước Sopoko và nhiều người anh chị em ngày hôm nay, chúng ta đã cảm nhận được chuyện đó là đi loan báo lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa thì ta bị bao nhiêu là khó khăn, thử thách, trăm cây nghìn đắng. Vì tin mừng mà tôi chịu khổ, bị mang xiềng xích như một tên gian phi, mặc dù khôn vô tội, mặc dù chưa có làm gì nên tội, không làm gì nên tội, mà vẫn bị mang xiềng xích như một tên gian phi. Vậy thì ngày hôm nay anh chị em mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, hãy chấp nhận thân phận ấy. Đầy tớ không thể hơn chủ, Chúa Giêsu đã nói, họ đã bắt bớ thầy thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Bằng là may rồi, không thể hơn được. Cho nên Chúa nói với Faustina là đau khổ là dấu chứng rằng con đang đi đúng đường. Còn vinh quang coi chừng là mồi của ma quỷ, làm cho mình hân hoan, mình phấn khởi, nâng mình lên rồi mình kiêu ngạo, kiêu găng, tự mãn, tự đắc. Nhóm của ta đó, cộng đoàn ta đó, lòng thương xót Chúa đó, hãnh diện. Chết, chết đấy. Còn cho dù vì tin mừng mà mình chịu khổ, bị xiềng xích, nhưng lời Thiên Chúa không bị xiềng xích. Bằng chứng là anh chị em thấy Covid đợt vừa qua đó, cả một năm trời, mà trong đó là có 7 tháng là hoàn toàn bị cô lập và cách ly thiết quân luật, nội bất xuất, ngoại bất nhập, mỗi người như là những tù nhân giam lỏng trong nhà của mình, không thể đi ra ngoài được vì lây nhiễm. Vậy mà trong thời gian đó, anh chị em có thấy có ngày nào thiếu bài giảng không? Ngày nào cũng đầy đủ 4 món ăn tinh thần cho anh chị em, rồi đó là lời Chúa mỗi ngày, chuyện đạo, chuyện đời, sống đúng, sống đẹp, rồi nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina. Đều đặn. Thứ năm thì có chuyện sư tích cũ, thứ sáu thì có sống đời chứng nhân, thứ bảy thì có tản mạn cuối tuần, và Chủ nhật là điểm hẹn Chủ nhật. Cứ đều như thế. Lời Chúa không bị xiềng xích. Không thể nào xiềng xích lời của Chúa được. Tiếng chúng đã vang cùng trái đất mà. Nhờ những phương tiện truyền thông mà lời Chúa không có thể bị xiềng xích được. Chúa vẫn cho lời của Ngài vang đến tận cùng trái đất. Và ngày hôm nay có thể mình bị xiềng xích dưới nhiều hình thức khác nhau. Mình không thể đi chỗ này, không thể đi chỗ kia được. Nhưng lời của mình vẫn đến với mọi người mà. Mà một trong những cái không thể xiềng xích được là những máy nghe giảng lòng thương xót Chúa đang ở trước mặt anh chị em đây. Trong năm 2022, năm vẫn còn khó khăn vì Covid, vậy mà chúng tôi, nếu mà tính ra là được 7 máy, giờ đến cuối năm, 7 radio. Radio thứ nhất là radio
bài giảng Lòng Thương Xót Chúa phát hành ngày đại lễ mừng Lòng Thương Xót Chúa năm 2022. Rồi radio thứ hai là radio Lòng Thương Xót Chúa với bệnh nhân trong cơn đại dịch Covid. Covid mà không ai ra khỏi nhà được, không ai làm cái gì được mà Chúa vẫn làm được những máy radio Lòng Thương Xót Chúa với bệnh nhân tới từng bệnh nhân bị Covid trong những khu bị cách ly, bị cô lập, không ai gặp gỡ được ngoại trừ bác sĩ và y tá mà thôi. Ngay cả linh mục cũng không được phép vào sức dầu nữa. Vậy mà Chúa vẫn đưa những cái máy này đến đúng lúc, đúng người, đúng thời, đúng buổi để họ được chữa lành. Rồi radio thứ ba là Thư Tình Lòng Thương Xót Chúa. Hết một năm 52 bài giảng Chúa Nhật. 52 bài giảng Chúa Nhật ấy là 52 chuyến du lịch thú vị qua 46 nước trên thế giới. Mỗi nước anh chị em được nghe về danh lam thắng cảnh, những điển tích, những di tích lịch sử rất là tuyệt vời, mà đọc mà thấy thú vị vô cùng. Rồi 6 Chúa Nhật về Việt Nam, đến Đà Lạt, đến Vũng Tàu vân vân. Những bài hát xưa, những bài thơ tự do dệt để nói về Lòng Thương Xót Chúa theo Tin Mừng Chúa Nhật ngày đó. 1, 2, 3. Rồi thứ 4 là Nhật Ký Thánh Faustina. Cuốn sách Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Nữ Faustina được chúng tôi đọc không biết là bao nhiêu lần, phải ít nhất là 10 lần. Nghiền ngẫm, suy nghĩ, cầu nguyện, cảm nhận, rồi đọc, không chỉ là đọc hết cuốn sách nhưng mà đọc từng chương một, rồi cầu nguyện, rồi dẫn giải, rồi chia sẻ cảm nhận trong đó. Nhật Ký Thánh Faustina và 3 món quà nữa đang được hình thành. Tháng 11 là Hạnh Các Thánh, là Chuyện Các Thánh Trong Lòng Thương Xót. Chuyện Các Thánh 365 ngày, ngày nào cũng có ít nhất là một vị thánh, trong đó có các thánh tử đạo Việt Nam. Mà không phải chỉ là đọc, mà là đọc chuyện, rồi cảm nhận của mình, rồi áp dụng các thánh trong Lòng Thương Xót Chúa ngày hôm nay như thế nào. Tháng 11 đến tháng 12 là Điểm Hẹn Chúa Nhật, Hiệp Hành Lòng Thương Xót. 5 hiệp hành. Hiệp hành thì phải hành động. Hành động có nhiều cách khác nhau, không chỉ là múa tay múa chân, nhưng mà còn động não suy tư và trái tim cảm nhận, được gặp gỡ những con người trong Lòng Thương Xót Chúa. 52 Chúa Nhật 2022, hiệp hành với người có lời thề độc, hiệp hành với đại gia phá sản, hiệp hành với xì ke ma túy, với tội nhân, với bác sĩ, với sinh viên, với Việt Kiều, đủ hết. Rồi đến tháng 1 là Chuyện Xưa Tích Cũ Trong Lòng Thương Xót, gọi là Chuyện Xưa Trong Lòng Thương Xót. Những câu chuyện cổ tích ấy mà được đọc dưới ánh sáng Lòng Thương Xót Chúa để rút ra những bài học gì, chứ không phải chỉ cho nó vui mà thôi. Tất cả là 7 món quà, 7 ơn Chúa Thánh Thần, số 7 trọn vẹn cho năm 2022, để anh chị em có món quà cho Noel và Tết Tây cũng như Tết Ta. Thế thì rõ ràng là lời Chúa không bị xiềng xích. Lời Chúa không bị xiềng xích. Bởi vậy tôi cam chịu mọi sự để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tự ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô và được hưởng vinh quang muôn đời. Cam chịu mọi sự để mưu ích cho những người mà Chúa chọn, để họ được hưởng vinh quang muôn đời, để họ được đạt tự ơn cứu độ. Cho nên tôi nói với anh em, chúng ta hãy cam chịu mọi sự đi. Những bất công, những đối xử tệ bạc, những nhục nhã, những hiểu lầm, những nghi ngờ, những chống đối, những loại trừ, cam chịu mọi sự để mưu ích cho các linh hồn, đặc biệt là những người ngoại đạo. Ngày hôm nay tôi thấy rõ Chúa đang làm những điều kỳ diệu lắm. Nhiều người ngoại đạo được ơn trở lại, nhiều người ngoại đạo đi loan truyền Lòng Thương Xót Chúa. Chuyện một bà ở Tha La Xóm Đạo, 70 tuổi đi bán vé số, để dành tiền ấy mua máy về đi vừa bán vé số vừa loan truyền Lòng Thương Xót Chúa, tặng máy cho những người đau ốm bệnh tật già nua. Bà đi
từng ngóc ngách bà biết ai cần. Rồi hai bà cháu ve chai ở Bảo Lộc đi xin ve chai vì không có tiền mua, nhưng mà xin ve chai thì lại đi tặng máy cho người ta để loan truyền. Đây có rất nhiều cái tấm gương, rất nhiều con người mà họ đang làm cho chúng ta bỗng giật mình. Mình là người Công giáo nhưng mà mình đã làm công việc đó chưa? Nếu làm công việc đó mà gặp khó khăn thử thách thì lời Chúa ngày hôm nói cho chúng ta vững tin rằng nếu ta cùng chết với người, ta sẽ cùng sống với người. Cùng chết với người, cùng sống với người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng thì sẽ cùng hiển trị với người. Có mất mát gì đâu. Có mất mát gì đâu. Chúa chết, ta cũng chết vì Chúa, mà ta chết thì ta được cùng sống với Chúa đời đời. Nếu ta kiên tâm chịu đựng trong việc loan báo tin mừng, trong việc loan truyền lòng thương xót Chúa, thì ta cũng được hiển trị đời đời. Vì Chúa đã hứa rằng những người đi loan truyền lòng thương xót của ta, giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an mà. Được về với Chúa mà, gọi là hiển trị đời đời mà. Những đau khổ này sánh gì với vinh quang mà ta được hưởng. Cho nên gặp đau khổ thử thách, hallelujah. Gặp chống đối, hiểu lầm, nghi ngờ, hallelujah. Vì càng như vậy thì càng làm ta nên giống Chúa hơn, nên đồng hình đồng dạng với Chúa hơn, và càng làm cho con đường của ta về thiên đàng nó càng ngắn lại, thưa anh chị em. Nếu ta không trung tín, người vẫn một lòng trung tín, vì người không thể nào chối bỏ chính mình. Ta không trung tín thì Chúa vẫn cứ trung tín, hạnh phúc như vậy. Thế thì nếu ta được niềm tin vào Thiên Chúa như thế, thì hãy nhìn vào những người mà họ có niềm tin, họ được ơn như thế nào. Đấy là câu chuyện mà ta nghe ông Na-man. Ông bị phong hồi, rồi ông đi gặp tiên tri Elisha. Tưởng ông này có thuốc men gì độc đáo chứ gì, thuốc bí truyền hay là gia truyền để chữa bệnh phong hồi. À, ông nhảy xuống sông đó, ông tắm 7 lần. Sông nào chẳng có, chạy về phải ra đi mà tắm tới 7 lần làm cái gì. Đầy tớ gái nó bảo thôi ông cũng, nó, ông tiên tri không có đòi gì, ông khó khăn nhà đâu, chỉ tắm 7 lần thôi mà cứ tắm đi. Và ông tắm 7 lần xong thì da ông được sạch. Khi da ông được sạch thì ông ấy quay trở về gặp người của Thiên Chúa để ông ấy tạ ơn, chứ không có qua cầu rút ván, chứ không có được ơn rồi thì quên ơn. Mà một trong những cách người ta quên ơn đó là người ta báo oán. Tại sao? Tại vì khi mà anh mang ơn tôi đó, tôi ban ơn cho anh đó, có nghĩa là anh phải lệ thuộc tôi, đúng không? Anh có cái mặc cảm, anh có cảm giác là luôn luôn bị lệ thuộc vì mình mang ơn người ta mà. Và bây giờ cách mà mình muốn không mang ơn người ta là cách nào? Anh không có thể, không có gì để trả ơn. Thì anh không muốn mang ơn người ta bằng cách anh báo oán. Quên luôn. Có khi còn báo oán nữa để mình không muốn có cảm giác mặc cảm thua thiệt lệ thuộc người ta. Cho nên làm ơn mà muốn an toàn thì quên luôn đi. Càng kể ơn ra bao nhiêu thì người ta nghe, người ta mang ơn mình, người ta nghe, người ta càng khó chịu bấy nhiêu. Miệng thì vâng, cảm ơn, mà lòng nó khó chịu. Suốt đời mình cứ phải lệ thuộc nó, cứ phải núp dưới cái bóng của nó như vậy à. Cứ phải ở dưới cái ô cái dù của nó như thế nào à. Vì muốn không còn cái ô cái dù thì làm gì? Thì vứt cái ô cái dù đó đi, chặt bỏ đi. Muốn không còn vướng cái bóng thì làm gì? Làm thế nào để có bóng? Có người mới có bóng chứ. Bắt đèn cái gì? Không có người sao có bóng? Ma thì không có bóng. Ma không có bóng vì ma nó không có xác thì không có bóng. Còn mình là có xác, có hồn, có xác thì còn có bóng. Bóng mặt trời hay bóng đèn vẫn có bóng. Vì muốn bỏ cái bóng đó đi, mình không lệ thuộc cái bóng đó thì chỉ có cách nào? Không còn xác thì còn bóng không? Mà muốn không có xác thì là bằng cách nào? Giết. Cho nên khi mình làm ơn rồi, quên đi. Đừng có nhắc. Mỗi lần nhắc là mình khơi cái vết thương đau trong lòng người ta. Nói hoài khó chịu lắm. Người ta sẽ không muốn khó chịu nữa bằng cách báo oán, để chứng tỏ họ không có lệ thuộc mình nữa. Nhớ. Nhưng mà cái ông Na-man này, ông quay lại
để tạ ơn cái người mà đã giúp ông ấy được khỏi bệnh phong hồi. Và ông ấy nói rằng bây giờ tôi biết rằng không đâu có Thiên Chúa ngoại trừ Israel là một Thiên Chúa thật. Bây giờ tôi không có thờ bất cứ một thần nào khác ngoài Đức Chúa, không có dâng lễ toàn thiêu và hiến lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa. Và đó là lý do mà Chúa muốn cứu. Chúa cứu phần xác để cứu phần hồn. Nhớ bao nhiêu phép lạ, bao nhiêu dấu lạ, bao nhiêu ơn lành mà Chúa thể hiện, Chúa thi thố cho người ta biết quyền năng và lòng thương xót Chúa chỉ nhằm một mục đích duy nhất là cứu phần hồn người ta mà thôi. Cứu con người ta toàn diện chứ không phải chỉ có chữa bệnh ung thư hay là nhức đầu sổ mũi. Đối với Chúa có gì khó mà cứ phải lo rằng là đến với lòng thương xót Chúa thì lo chữa lành. Ai mà không cần chữa lành? Không bệnh thân xác thì bệnh tâm hồn chứ. Dám bảo rằng tôi không cần chữa lành không? Anh có cần không? Bác có cần không? Cụ có cần không? Còn cô kia có cần không? Mọi người đều cần được chữa lành. Mọi người đều cần được chữa lành. Mà cứ Chúa chữa lành thì lại không phủ nhận là sao? Phủ nhận mình không nhận, rồi người khác nhận mình cũng không cho là sao? Họ quay lại họ tôn vinh Chúa. Họ kể rằng tôi đã được Chúa chữa lành. Bảo rằng đó là gian, là dối, là giả là sao? Lại khó chịu khi họ làm chứng là sao? Vậy thì lời Chúa vậy còn có nghĩa lý gì nữa không? Naaman quay lại để tạ ơn Chúa đó. Cảm ơn người đã làm ơn cho mình. Mà cái người làm ơn ấy không phải tự nhận rằng tôi là người làm ơn không. Chúa chứ không phải tôi. Có Đức Chúa hàng sống, tôi là đứng mà tôi phụng sự, tôi thề không nhận gì cả. Vua nhiều thứ được chữa lành, mừng quá, đây nhận chút quà để thay lời tạ ơn, lời thay lời muốn nói không. Tôi không nhận cái gì hết. Vì có phải tôi chữa cho ông đâu, Chúa chữa mà. Vậy thì muốn đền ơn, muốn tạ ơn thì tạ ơn Chúa ấy. Vậy thôi. Và ông Naaman nài ép ông Elisa nhận, ông vẫn từ chối không nhận. Còn mình thì làm ơn cho ai cái gì thì nhắc tới nhắc lui, mà bắt nó phải đền mấp mấy lần rồi mà vẫn cứ suốt đời phải mang ơn, phải không? Có đó cái kẹt nhất. Tôi mang anh ơn anh suốt đời, miệng thì nói như vậy nhưng mà tôi mà phải mang ơn anh suốt đời chắc thà chết sướng hơn. Lúc đó có lệ thuộc anh là sao? Thì lúc anh làm sai cũng không dám nói, làm bậy không dám tố, đúng không? Vì mang ơn mà. Cho nên cách để người ta sai khiến người khác là người ta ban ơn cho họ. Thì những người nhận ơn sẽ phải luôn luôn là phải làm theo người ban ơn. Trong tin mừng ngày hôm nay cũng thế. Thưa anh chị em và các bạn, có 10 người phong cùi gặp Chúa, đứng đằng xa và kêu lớn tiếng. 10 người phong cùi gặp Chúa đằng xa và kêu lớn tiếng, lạy Thầy Giê-xu xin rủ lòng thương con, xin thương xót chúng con. Chúng ta vẫn đọc, lạy Chúa Giê-xu con tín thác vào Chúa, và lạy Chúa Giê-xu xin thương xót chúng con. Thấy vậy Đức Giê-xu nói, đi trình diện với các tư tế, đang khi đi thì họ được sạch. Anh đau ốm bệnh tật đến, đi trình diện tư tế đi. Đi trình diện tư tế có nghĩa là cái gì? Là theo luật, khi mình được khỏi thì mình phải đến trình diện tư tế để chứng nhận mình được khỏi, để được gia nhập vào sinh hoạt bình thường với cộng đoàn. Nhưng mà khi đi trình diện tư tế thì phải là cái gì? Khỏi đã. Còn đây đang bệnh đến xin Thầy chữa lành. Giá mà Thầy Giê-xu bảo rằng là được, ở đây người ta cầu nguyện cho con, xin Chúa chúc lành cho con, xin Chúa chữa lành cho con. Rồi giống như là người bị bại liệt đứng dậy vác trọng mà về, thấy ô tôi khỏi rồi, tôi khỏi rồi. Còn đây đi trình diện tư tế tức là đã khỏi chưa? Chưa. Chưa. Đang khi đi thì họ mới được sạch. Quyền năng của Chúa tỏ hiện ra rõ ràng. Và lòng tín thác của họ thấy có. Vì nếu không tin, họ dám đi trình diện không? Thôi mày ơi, mày đi đi mày ơi, tao không có đi đâu.
mẹ có được khỏi đâu mà đi đi đến mà ông tư tế ông đập cho ông mắng cho quê cả ra rồi người ta cười vào mũi cho thôi mày đi đi, thân phận mình phong hủi rồi. Ông Giêsu tưởng ông ấy ngon lắm, ông chữa, ai ngờ ông bảo mình đi trình diện tư tế, có nghĩa là khỏi rồi, mà nhìn thấy đã khỏi chưa? Chưa. Mà họ đi không? Đi. Đấy, tín thác đấy. Đi. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Chỉ có một người trong bọn thấy mình được khỏi thì quay lại lớn tiếng tôn vinh Chúa. Hôm vừa họp lớp thống nhất, anh chị em chúng tôi 4, 15, 50 năm mới gặp nhau lại. Học với nhau từ lớp 6 đến lớp 12. Rồi sau biến cố 75 thì trường đóng cửa và anh em tản mạng, mỗi người một phương. Rồi sau đó năm 80 thì tôi thu gom lại những bạn học ở trường thống nhất chứ không phải một lớp nhé. Lớp chúng tôi là khác, còn cả trường gom mấy lại. Sau mỗi năm đều có họp mặt, nhưng mà mấy năm Covid thì 3 năm không có họp mặt. Đến vừa rồi 29 tháng 9 họp nhau. Câu tôi hỏi đó là bạn nào không bị nhiễm Covid? Những cái tay giơ lên, trong đó có tôi. Những người khác giơ lên. Nói hallelujah, tạ ơn Chúa. Mình họp nhau đây điều tiên là mình tạ ơn Chúa vì cho mình qua cơn đại dịch mà còn được bình an tới giờ. Rồi bạn nào có những người nhà bị nhiễm Covid và có đời, giơ tay, giơ tay, giơ tay, giơ tay. Nhiều. Nhưng mà chúng ta thì còn được bình an. Vậy thì mình có tạ ơn Chúa hay không? Có cộng đoàn nào, có xứ nào mà dân tổ chức một thánh lễ tạ ơn sau Covid không? Có. Kêu cầu khấn thì đọc kinh suốt, phải không ạ? Nhưng mà đã có nơi nào tổ chức long trọng chính thức là tạ ơn Chúa cho chúng con qua cơn đại dịch? Mặc dù không phải là đại dịch hết, vẫn còn, nhưng không còn nguy hiểm, chết chóc, hoảng sợ như trước kia nữa. Đã có thuốc ngừa và đã có thuốc trị. Vậy mà không thấy một cái nghi lễ tạ ơn cho long trọng để mọi người cùng hallelujah. Tạ ơn Chúa. Quyền năng lòng thương xót Chúa đã chiến thắng Covid để cho phải tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa. Cho người ta nhận thấy quyền năng lòng thương xót Chúa. Cho người ta thấy Chúa thương xót người ta, cho người ta còn được sống sót tới bây giờ. Và cho người ta thấy quyền năng của Chúa, dù Covid nó hoành hành kinh khủng lúc đó, chết như rạ mà mọi người chỉ không biết lúc nào đến phiên mình đâu, phải không? Không biết lúc nào đến phiên mình, mới ngồi nói chuyện với nó xong, nhiễm Covid rồi. Trên đây vừa mới giảng xong về, hai chú cháu dính Covid rồi. Mới ngồi nói chuyện đấy mà, dính rồi. Bữa sau nó đi rồi. Hũ đem về rồi. Mà mình còn được như thế này. Rồi bao nhiêu người phá sản, bao nhiêu người thất nghiệp, bao nhiêu người đói khát, mình vẫn còn nhà ở, vẫn còn cơm ăn, vẫn còn áo mặc, vẫn có công ăn việc làm, vẫn còn sức khỏe như tới giờ phút này mà không hallelujah. Tạ ơn Chúa. Có khi người ta quên luôn. Không quên đúng ai tạ ơn. Mà lại tiếp tục lao vào. Cơm áo gạo tiền, chức tước, địa vị, tranh giành, ham hố, đủ mọi thứ hết. Mà không biết dâng lời tạ ơn Chúa. Khi mình dâng lời tạ ơn Chúa, đó là lời chứng. Tôi tạ ơn Chúa vì Chúa ban ơn cho tôi. Tôi tạ ơn Chúa vì Chúa đã cứu tôi. Tôi tạ ơn Chúa vì như Đức Maria, Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu và danh người là thánh. Mời anh chị em cùng lấy bài hát tạ ơn. Chúng ta tạ ơn Chúa. Tán tụng Hồng Ân trang 86. Như những người phong cùi đã được Chúa chữa lành, chúng ta đã được Chúa cứu thoát qua cơn đại dịch và được Chúa ban ơn gìn giữ, còn được sức khỏe thời giờ để cầu nguyện, làm chứng và tôn vinh lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa. Và biết bao nhiêu những ân huệ ta nhận từ hơi thở, cơm ăn, áo mặc, sức khỏe, nhà cửa, tất cả là Hồng Ân. Xin dâng lời cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ.
cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới, đất mới, đường đời con đổi mới. Con ý ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời. Anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh Đức Lễ Thiêng Liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Con thật hững hờ, cũng nhiều khi lòng quên tri ân. Được tình yêu thương Chúa dù lòng thương, thương xót con. Chưa lành bệnh con, chúc lành đời con. Con lại quên câu cảm ơn. Nhưng chỉ một người ngoại bang trở lại tôn vinh Thiên Chúa, chính người kia đâu sao không thể trở lại tôn vinh. Đừng dậy về đi, lòng tin đã tự chữa anh. Điểm hẹn Chúa Nhật mùng 9 tháng 10 2022. Hiệp hành với ơn lạ thời Covid. Có nhiều người bảo cha ơi, giờ còn nói về Covid thì xưa rồi Diễm ơi. Nhưng mà tôi hỏi thật các bạn này, Covid đã hết chưa? Dạ chưa. Chưa hết. Tạm ngưng phát triển, ngưng bành trướng, ngưng phá hoại, nhưng vẫn chưa dứt được. Tại sao? Vì theo cái nhìn đức tin ấy, mà nếu mà hết Covid thì con người cũng hết ăn năn sám hối, hết quay về với Chúa. Lại đường xưa lối cũ, có bóng trăng xưa, ra 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 ra. Còn Covid giống như sợi dây nhắc nhở mình, này này, quay về, quay về. Vì chúng ta đang sống ở trong tháng 10 là tháng mân cùi. Hỏi thật anh chứ, một ngày anh có lần chuỗi bao giờ? Không trả lời là biết rồi, anh cúi đầu xuống anh không trả lời. Còn bé, con có lần chuỗi bao giờ không?
Có, đền chúa với ai? Với mẹ. Còn ông nó ngồi chễm chệ kia kìa, ông đếm tiền hay là đếm chuỗi mân côi? Đếm tiền. Bà này thì bà đếm hột xoàn hay là đếm chẳng hạt? Cô đếm chẳng hạt nhưng mà tay cầm hột xoàn. Chúng ta thấy có nhiều người cho rằng là ôi hết Covid rồi, cha đừng có nói đến chuyện đó, xưa rồi Diễm ơi. Có nhiều người bảo rằng là chuỗi mân côi cũng xưa rồi, có nói nữa không? Hả? Nói chứ, nói chứ. Vì đó là chàng chuỗi mân côi mẹ dạy ta, siêng năng lần hạt mân côi. Có đứa nó nói thì cha, con lần chuỗi mân côi ngày nào con lần, bảo mới tốt thế, bảo con được ơn, con phải lần chuỗi. Thì nó đưa, bảo đưa chàng chuỗi đây cha coi coi mày lần sao coi. Nó kêu đưa cha đưa con chàng chuỗi để con lần cho cha coi. Cha cứ chê thì con là không có đạo đức hả? Con lần chuỗi sốt sáng lắm. Bảo lần chuỗi sao, bảo đây chàng chuỗi đây lần sao. Nó cầm chàng chuỗi mân côi hai tay ngước mắt lên trời, sốt sáng lắm, làm sao lần cho ra coi coi. Ôi dù con lần mỗi ngày chuỗi, có khi ba chuỗi cũng có. Cỡ nào con trời, mày đạo đức thật đấy nhỉ. Cha này không có tin con, để con làm cho cha coi. Để con lần chuỗi cho cha coi. Lần đọc Kinh Mừng Maria, đời ơn phúc đi chúa trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Đọc hết một kinh rất sốt sáng nha cha. Mày làm vậy quá tốt. Sau đó làm gì? Như trên. Làm hết 49 câu như trên là hết 50 kinh, cho thấy không? Con làm như thế đâu phải như cha đâu mà cứ phải lôi thôi quá đi. Thưa anh chị em và các bạn, đôi khi chúng ta là theo thời đại ngày hôm nay, cái gì cũng gọi là fast, nhanh, fast food, thức ăn nhanh, rồi express, cái gì cũng hỏa tốc. Nó còn đến, thưa cha khấn cho con, bảo khấn sao, khấn emergency, khi khấn khẩn cấp, giống như là đi xe cấp cứu, emergency. Khấn sao, khấn vợ con mới bị đụng xe, khấn bỏ thư thư rồi. Thế ra nhà thờ tôi cầu nguyện, cả cộng đoàn cầu nguyện cho. Thế vừa mới ra đến quần áo, nó chạy lại cũng emergency khẩn cấp, bảo chuyện gì? Thưa cha, cho con xin lại cái bao thư. Mà không khấn à, bỏ không ạ. Mà sao vậy? Vợ con nó chết rồi. Thì thưa anh chị em, chúng ta đến với Chúa, đến với mẹ cứ như là chuyện mua bán trao đổi. Được thì trả tiền, mà không được thì lấy lại. Bây giờ, mời anh chị em và các bạn, chúng ta quay lại với thời Covid của mình đi. Cũng có lúc mình thấy rằng là phải nhìn lại để đếm coi những ân huệ Chúa ban cho ta. Cái chuyện nó qua rồi, nhưng mà hậu quả nó như thế nào? Mình đừng có nhìn tất cả mọi sự nó qua đi một cái hững hờ. Nhưng mà tất cả đều là dấu chỉ lòng thương xót Chúa dành cho mỗi một người chúng ta. Mà đôi khi mình không nhận ra. Và không nhận ra cho nên mình không thấy được lòng thương xót Chúa lớn lao như thế nào. Không dâng lời tạ ơn và không cảm thấy đời mình hạnh phúc vì luôn được ơn Chúa đổ tràn. Giống như bài hát Hồng Ân Chúa như mưa như mưa. Lúc Covid, lúc nào cũng chỉ lo có bao giờ có thuốc ngừa, bao giờ thì có thuốc, mà chẳng nghĩ đến Chúa. Cho nên thời Covid người ta quên hiệp hành với Chúa, người ta quên song hành với Chúa. Cho nên chúng ta bắt buộc lúc nào cũng phải song hành bên Chúa, lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vân vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Dẹp chuyện xung khắc, đập tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ, xoa dịu ân oán thiên thu.
xót thương chia sẻ bao người yêu đuối lầm than, tìm nguồn quý an đỡ nâng ai bước hoang đàn. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Lòng luôn yêu mến, rộng tay đón ai lỡ làng, tìm về bên Chúa, rũ sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình, lỡ lầm thiếu sót ngày qua. Tìm về bên Chúa, xót thương xin Chúa thứ tha, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường. Nãy giờ anh chị em cứ thắc mắc bảo cha song hành mà có người bên cạnh chẳng giới thiệu, chẳng biết ai mà cứ song hành. Nếu mình song hành bên một người mà mình không biết người đó là ai, có gọi là song hành không? Nếu mình hiệp hành bên một người mà người đó cũng chẳng nói năng gì với mình, có gọi là hiệp hành hay không? Không. Đôi khi chúng ta cứ dùng chữ hiệp hành, nói về hiệp hành, nhưng mà cứ mỗi một mình không. Mình nói, ngồi nói hiệp hành, nói hiệp hành, nói hiệp hành, chúng ta phải hiệp hành thế này, phải hiệp hành thế nọ, phải hiệp hành thế kia. Xong rồi, amen, tắt đèn, đi ngủ. Vẫn chỉ là hiệp hành trên bản giấy, trên văn phòng, trên bảng báo cáo, hoặc là trên logo mà thôi, trên khẩu hiệu mà thôi. Hiệp hành với Chúa mà không để Chúa vào trong cuộc đời của mình, rồi nói hiệp hành với anh em mà chả bao giờ đi nói chuyện với anh em, chẳng bao giờ lắng nghe coi anh em đang khắc khoải cái gì, đang khó khăn cái gì, đang gặp thử thách gì. Nhất là những người ở trên, người làm cha làm mẹ, người làm bề trên, người làm lãnh đạo, mà muốn hiệp hành với con cái, với người dưới, với bề dưới, thì người ấy phải chịu khó cúi xuống, bước xuống, ra khỏi cái vùng cấm, ra khỏi cái nội vi, để mà ra vùng ngoại vi, hiệp hành với những con người đó. Cũng giống như như thời Covid chẳng hạn, người ta phải cách ly, không ai được hiệp hành với người đó. Con, nãy giờ cha xin lỗi để con ngồi một mình. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì. Dạ. Con thưa cha và cộng đoàn, con tên là Anna Maria Vũ Thị Nhâm. Con đang hiện tại ở giáo xứ Bắc Hà. Và công việc của con hiện tại thì con cũng làm nội trợ, là chăm hai con của con, một đứa 9 tuổi và một đứa gần 4 tuổi. Con có chăm thêm đứa nào nữa không? Dạ, cuộc sống khó khăn này Chúa cho con quà tặng của Chúa như thế này. Thì giờ con vẫn có. Cha hỏi con có chăm thêm đứa nào nữa không? Hai đứa, một đứa 9 tuổi, đứa 4 tuổi. Dưới kia có ai giơ tay kìa. Dạ, thôi cha. Ai? Dạ, chăm thêm có chồng con Martino Đỗ Ngọc Thượng là chồng. Chăm thêm chồng mình nữa chứ. Có nhiều khi như người vợ bị chồng nó ghen với con. Tại vì khi từ khi có con thì nó chẳng ngó ngàng gì đến thằng chồng. Có đúng không? À, cho nên cho anh hỏi, nó giỡn mà nói thật đấy. Còn thầy phải chăm thêm ai nữa? Bảo thầy còn thằng lớn nữa. À, thằng lớn bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay chồng con 40 tuổi. Thưa anh chị em, đôi khi mình cứ chăm sóc con thôi, chẳng ngó ngàng đến chồng, đôi khi chồng nó phát ghen với đứa con ấy. Mình đừng có trách là mình thương con mà chồng nó không thương con. Vì tại mày đấy, tại mày mà vợ ta không thương tao đấy. Một cái sự thật mà nó không ai dám nói ra đấy. Nhưng mà có đúng không? Anh đang ngồi gật đầu rồi, thấy chưa? Rồi, con kể cho mọi người, vậy thì gia đình con là có đạo hay không có đạo? Gia đình con là trước kia là không có đạo ạ.
có nghĩa là bên nội và bên ngoại có dòng tộc của con là cũng không có ai có đạo hết. Rồi bây giờ chúng con là... Rồi làm sao mà không có đạo hết, rồi bây giờ tự nhiên chạy đến đây là sao? Tụi con trước khi có đạo thì còn tụi con sống như thế nào rồi mới biết đến đạo? Dạ thì trước kia đó là chúng con chưa có đạo thì cuộc sống của chúng con cũng long đong lắm, cuộc sống rất là vất vả. Tìm đủ các công việc giống như là giữ xe, rồi con cũng phụ quán cơm, rồi quán phở, con cũng làm ô xin cho người ta nữa. Cái lúc mà khi mà cuộc sống là chưa biết Chúa đấy, là cứ long đong lận đận, rồi nhiều những công việc đôi khi mình cảm thấy rất là mệt mỏi, rồi vì là cuộc sống ở trần gian mà cơm áo gạo tiền này cứ đi làm hết việc nọ đến việc kia thì chúng chỉ đi kiếm tiền thôi. Rồi chúng con biết được đến Chúa thì là chúng khi mà chúng con biết được đến Chúa đó là bằng cách nào, ai giới thiệu, ai gọi là mai mối, ai ta nói xin lỗi anh chị em, nếu mà đi vào con đường tội lỗi đó thì bảo là ma đưa lối quỷ dẫn đường, đúng không? Ma đưa lối quỷ dẫn đường. Còn nếu mà đi vào con đường lòng thương xót đó, thì ai là người giới thiệu, ai là người loan truyền, ai là người cho mình biết đến lòng thương xót Chúa? Tại sao ma nó đưa lối, quỷ nó dẫn đường? Mà tại sao người công giáo mình, tại sao những con người của lòng thương xót Chúa, tại sao tông đồ lòng thương xót Chúa không làm công việc ngược lại với ma quỷ? Cứ suy nghĩ đi. Như tuần trước ấy, chúng ta mới hiệp hành với con người trống rỗng. Ma đưa lối dẫn đường cho người bạn ấy đi vào trong quán bar, bởi những đứa bạn xấu, bởi những người mà đại gia vân vân ăn chơi. Ma đưa lối quỷ dẫn đường. Hỏi nó tại sao con không đi thờ, có ai dẫn con đâu. Hỏi tại sao đi lòng thương xót Chúa, có ai chỉ con đâu. Hỏi tại sao không biết đến lòng thương xót Chúa, tại sao không ai nói cho chúng tôi biết. Con đọc đi. Dạ. Tại sao không ai nói cho chúng tôi biết. Đó, đọc đúng giọng. Đúng giọng luôn. Tại sao không ai nói cho chúng tôi biết. Ma đưa lối quỷ dẫn đường, người ta vào con đường tội lỗi. Còn tại sao không ai nói cho người ta biết về lòng thương xót Chúa, để người ta lướt thắng được ma quỷ, nó dẫn người ta vào con đường tội lỗi. Có những con đường đưa ta đến cùng quỷ ma, có những con đường đi đến nhà ngũ phòng trà, có những con đường đưa ta đi vào những chốn ăn chơi. Mà không ai là người dẫn đường đưa người ta đến với lòng thương xót Chúa. Vậy thì ai là người dẫn đường con đến với lòng thương xót Chúa? Nói cho mọi người nghe. Dạ thưa cha và cộng đoàn, khi mà để mà biết đến Chúa Giê-xu á, thì ở quê trước khi con đang học cấp 3 thì con cũng đã có học với 4 người bạn là đã có đạo. Nhưng mà thấy các bạn ấy cũng là bạn nam không à. Rồi con cũng chỉ nhìn lên là các bạn này theo đạo, rồi cũng có đeo cái dây chuỗi thánh giá. Rồi bảo các bạn này có đạo mà không thấy các bạn nó là nói tục. Rồi các bạn cũng gọi là điềm tĩnh hơn hoặc là khiêm nhường hơn với các bạn nam khác. Thì con cũng cảm nhận là con ngưỡng mộ là các bạn ấy có đạo này như thế thôi. Nhưng mà thật sự các bạn không có chia sẻ, là không có dẫn dắt con. Rồi con chỉ đi Noel thì thấy các bạn đó là những mùa Noel là giống như ngày Tết. Thì con ao ước lắm, ước gì mình cũng được như nhà các bạn ấy thôi. Thì trong cái lòng con suy nghĩ vậy. Rồi qua những năm mà con thi vào đại học thì con đi vào trong Sài Gòn con ở. Con ở rồi khi mà con không có đậu được đại học là con thi muốn là thi trường sư phạm để cho bố mẹ là ở quê ít tiền để mà không có phải cái chi phí mà tiền học phí. Thì con không đậu mà con chỉ đậu trường Cao đẳng Nha Trang nha, là nhưng mà con không có về con học. Thì con cứ nghĩ thôi để bây giờ mình thi mình học thêm mình làm đi rồi mình thi sau. Thế là cuối cùng con mới xin được một cái con đi làm giúp việc cho hai chị em người Nha Trang. Là năm đó cuộc sống là cứ đi đưa đẩy nhưng mà đến mãi năm 2010 con mới đi con làm cho hai chị em gái ở người Nha Trang rất là giàu có, thì ở như chung cư Nguyễn Ngọc Phương á. Rồi con cũng không biết làm sao mà nhưng mà cứ thấy một giờ là
em ơi, đi cùng lễ thương xót mấy chị. Lúc đó là cha đang ở làm ở lòng Chúa thương xót ở nhà thờ Chí Hòa. Là 3 giờ cha làm lòng Chúa thương xót, là bắt đầu là hai chị em với có hai đứa con của chị nữa. Chị một người em gái của chị đó, mà chị có hai đứa con, là bắt đầu cho con đi theo, rồi cho cả một cái bà hàng xóm kế bên nữa. Là đi xuống thấy là lúc đó cha đang ở làm ở nhà thờ Chí Hòa đó. Rất là đơn sơ, thấy là người ta đông lắm. Rồi người ta cứ mỗi người một gốc cây ngồi rồi bắt đầu cứ mong chờ cha. Rồi người nào cũng bảo hôm nay tôi làm nhân chứng sống đây, hôm nay tôi làm nhân chứng sống, thì con cũng chưa hiểu được gì cả. Rồi cứ mỗi thánh lễ thì thấy cha là sao, một người cầm cái tô nước cho cha đó, rồi cha lấy cha vẫy vẫy, rồi chúng con cứ xịt lại chỗ cha để được hứng cái nước cha vẫy, gọi là nước thánh đó. Rồi khi đó là con thấy được là à cha, rồi thấy được lòng Chúa thương xót. Khi về đến nhà thì có cái bà hàng xóm mà bảo con là người ngoại đạo á, cứ 3 giờ ấy con nhớ con đọc là kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con tin thác vào Chúa. Con cứ đọc 3 lần rồi con đọc là ôi lạy máu châu báu của Chúa xin bao phủ toàn thế giới và chút hết cho chúng con. Con cứ đọc vậy thôi là con được ơn lắm, vì con là người ngoại đạo thì con cũng không hiểu gì, mà bà cũng không có dẫn dắt con vào đạo. Chỉ thế thôi. Rồi con làm cho chị ấy có 3 tháng là con lại đi không làm nữa, để con đi học cái trường trung cấp viện kế toán ở đường 32 ấy cha. Là trung cấp quản trị và doanh nghiệp thì con học bên cái trường bên marketing siêu thị. Thì năm 2010 đó, rồi cuối cùng là cuộc sống đưa đẩy, rồi con lấy chồng con, rồi bao nhiêu năm cũng cứ rất là vất vả, long đong bươn chải, rồi con sinh một cháu đầu lòng. Rồi đến mãi năm 2015 khi mà con đang làm nước á, thì con tình cờ con gặp một cái chú Hùng, chú tên là Hùng mà bây giờ gọi là cha đỡ đầu của con á, thì mới mời xuống con về nhà chơi. Rồi chú mới con mới thấy ở ổ thấy có chèo thánh giá, mà ổ chú có đạo hả, như thế nào thì con được vào đạo. Thì chú bảo thôi bây giờ con cầm cái cuốn kinh thánh này con về con đọc đi, rồi có gì cái cô Hà là vợ của chú bây giờ đi về ngoài Quảng Ngãi rồi đó, được quê á, khi nào cô vào đấy thì cô sẽ chỉ cho con nha. Rồi cuối cùng cái lúc đó là con cầm cuốn sách kinh thánh về, là ngày nào con cũng đọc. Con ngày nào con cũng đọc thì con bảo ủa sao mà lời Chúa sao nó giống như cái cuộc sống hàng ngày của con vậy, lời Chúa sao sinh động vậy. Rồi Chúa đến thế gian để là sao? Ta chia rẽ giữa con gái và mẹ, là giữa con trai và cha là như thế nào nhỉ? Sao mà nó giống như là cái chuyện mà mẹ chồng nàng dâu muôn thuở vậy đó. Xong con bảo ủa sao giống vậy nhỉ? Xong con thấy thích lắm, rồi cũng bẵng đi, con cũng không xuống nhà chú cô nữa, mà con tự đi vào trong cái chỗ mà nhà thờ Bắc Hà con, là gần chỗ nơi con ở, vậy con cũng ở như chung cư Quang. Thì là con mới hỏi cái chú mà ở hội đồng mục vụ, chú ơi con muốn đi học giáo lý để con vào đạo. Thì chú mới nói là tháng 2 thì là lúc đó là tháng 2 năm 2016 đó, là năm lòng Chúa thương xót đó, là bắt đầu vào học. Thì cứ chưa bắt đầu vào học, nhưng mà mỗi cái ngày đó là chiều nào con cũng dắt bộ con đến nhà thờ, tung tăng lắm, ăn mặc quần áo đẹp, rồi đến nhà thờ một cách là vui giống như là về nhà cha vậy đó. Rồi cứ bảo là nếu mà con chưa có được rửa tội thì con không được rước lễ đâu, rước lễ là có tội đấy, thì hai mẹ con chỉ ngồi dưới thôi. Thì con gái của con lúc đó cũng hơn 2 tuổi, nó cứ mẹ ơi mẹ chưa được ăn bánh giống người ta hả, mẹ rửa tội đi. Ừ được, khi nào mẹ rửa tội. Thế là cứ dòng dã 6 tháng, chồng con lúc đó cũng đang chạy taxi Vinasun á. Đó, thì anh cũng chỉ chạy xe thôi, con cũng chẳng nói là à con đi vào đạo gì hết. Cái lúc đó con cũng chỉ có là hai mẹ con đi học thôi. Tối nào cũng cứ thứ hai, thứ tư, thứ sáu đi học giáo lý. Rồi đến ngày gần đến tháng 7 rồi, con mới nói là anh ơi, anh làm phép chuẩn cho em rửa tội nhá. Anh thì giữ đạo của anh cũng được, còn anh cho em vào đạo đi. Thế là anh đồng ý. Rồi anh cũng cho con tiền, vì lúc đó thì con cũng chỉ chăm con thôi, ở nhà phụ mẹ bán nước trái cây và cà phê, là mẹ cũng ở trước cái mặt tiền là mẹ chồng con đó. Rồi xong là con ở chung mà. Rồi con cũng chồng con mới cho con tiền may áo dài, may một bộ áo dài trắng. Rồi chồng con cũng không hiểu vậy. Thì bữa ngày đó anh cũng phải mặc quần áo đẹp, cha làm phép chuẩn đó anh, thì anh cũng có may quần áo cho anh. Rồi anh cũng mua cho con một bộ nhẫn cưới, một cặp nhẫn cưới là cũng PNR, lúc đó cũng 9 triệu đấy cha. Mà con cũng không biết làm sao, Chúa Thánh Thần kiểu gì, con cũng cứ cầu nguyện là vì lòng con lúc nào cũng cứ chiều nào con cũng đi đến nhà thờ, nhưng con không có rước lễ. Con dòng dã 6 tháng, mà mãi đến 23 tháng 7 năm 2016 là con được rửa tội.
Dạ vâng, tên thánh của con là Anna Maria Nhâm. Thưa anh chị em và các bạn, con đường mà đến với Chúa nó có nhiều chặng. Phải bắt đầu từ những người bạn trong lớp. Tuy là không nói về Chúa nhưng mà sống tử tế làm cho cô thấy người công giáo là như thế, sống tử tế như thế. Rồi tiếp đến chặng thứ hai là đi làm giúp việc. Người chủ nhà cho mình biết về lòng thương xót Chúa như vậy. Rồi đến chặng thứ ba là gặp một người anh em tặng cho cuốn kinh thánh về đọc đi, gì không biết thì hỏi anh. Rồi đến chặng kế tiếp là đi học giáo lý. Chúng ta thấy Chúa dắt cứ từ 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 từ. Cứ từ 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 từ. Mà nếu không gặp được những con người đó thì lại sẽ ma đưa lối, quỷ dẫn đường thôi. Nếu mà nhìn thấy bốn bạn mình, mày công giáo gì, mày cũng chửi thề, mày cũng đánh bài, mày cũng gái gú như vậy. Vô bà chủ, bà có cái thánh giá nhà bà chủ tôi mà bà hiếp đáp tôi, bà bóc lột tôi rồi công giáo gì. Rồi gặp cái anh Hùng, thay vì anh đưa cứng kinh thánh thì anh bảo, đây 500 ngàn tôi vào phòng trọ với anh. Anh trước khi mà lên giường anh còn làm dấu đấy. Thì làm sao mà người ta biết được Chúa? Thế không ạ? Rồi đi vô học giáo lý cũng vậy. Nếu mà người dạy giáo lý không tiếp đón niềm nở, không cho cô ấy cảm thấy là mỗi lần đi tham dự thánh lễ là con hân hoan phấn khởi như đi về nhà cha. Cô nói câu này xong tôi thấy nhột. Chị có nhột không? Anh có nhột không? Mình là người công giáo đạo cốc mà đi lễ con ngáp lý ngáp để. Đi thì uể oải, đi thì là chẳng đặng đừng thôi. Đi để trả nợ quỷ thần, giống như cô này nói, đi trả nợ quỷ thần thôi. Mà đây, con hân hoan phấn khởi như đi về nhà cha. Còn chúng tôi đi dâng thánh lễ cũng vậy. Nhiều khi chỉ vì bổn phận thôi. Nhiều khi đi thì thấy nhà thờ mà đông, dâng lễ thì phấn khởi. Còn thời Covid, tự làm một mình, buồn, chán, có nhiều cha bị tự kỷ. Nhiều cha bị tự kỷ, nhiều cha đi thất vọng luôn, vì không có giáo dân. Mà cô ấy là người đạo mà ngoài, chưa rửa tội nhưng mà đi đến nhà thờ hân hoan như thế làm tôi thấy nhột thật. Và một cái điểm nữa, xin lưu ý anh chị em công giáo mình đừng có hù dọa người ta. Cắt nghĩa cho người ta là chưa được rước lễ vì chưa phải là đạo công giáo. Chứ đừng nói mày không được rước Chúa, mày rước lễ là mày có tội chết đi. Rồi có bà đến mức độ mà họ không biết ấy. Họ vừa mới rước lễ lên bóp cổ lấy mình thánh ra, lè lưỡi rồi. Là cái gì? Có người họ không biết lên, thấy người ta xếp hàng cũng lên thôi. Vừa mình thánh Chúa Kitô cho em xin. Cho em xin. Thì thưa anh chị em, mà có một sự khao khát của chị là con thấy người ta rước lễ con thèm lắm. Con thèm lắm. Mình còn cái thèm đó hay không? Tôi còn cái thèm đó hay không? Khi mình truyền phép xong, khi mình rước lấy mình thánh Chúa, có còn cái sự thánh thiện, sự thèm thuồng thánh thiện hay không? Bốn chữ T, thèm thuồng thánh thiện. Mình thì thèm thuồng tiền tài, cũng bốn chữ T. Thèm thuồng thánh thiện, thèm thuồng thánh thể, còn thì thèm thuồng tiền tài. Có thằng còn thèm thuồng tù tội nữa. Nó không tù, tù tội nó không chịu được. Thèm thuồng phạm tội mà, rồi đi tù. Đấy, thưa anh chị em, những cái câu chuyện đó nó nhỏ thôi. Một cái lời nói cô ấy nó thoáng qua thôi, nhưng mà tôi bắt lấy tôi thấy rằng Chúa Thánh Thần đang nói với cô ấy, và Chúa Thánh Thần đang nói với tôi, với anh chị em. Để mà cô ấy được cái ngày rửa tội, mà cảm ơn người chồng đã chấp nhận để cho người vợ theo đạo. Và khi hôn phối mà nó căng lắm, hai đứa không có đạo đang thoải mái chẳng sao cả, tin cái vợ mình có đạo cái đùng cái bắt mình đi làm phép chuẩn là sao? Thấy không? Không hiểu được. Và có nhiều người chồng làm khó dễ mà không có đạo điếc gì cả, có đúng không? Đúng ạ. Dạ vâng, nhiều người thì rất là làm khó dễ mà tự nhiên con không hiểu làm sao mà chồng bảo
đưa tiền đi may áo dài đi. Rồi cuối cùng cũng đồng ý rồi. Bây giờ bảo vậy thì anh ơi, bây giờ cha bảo là cái phép nhẫn cưới đó, là mình phải cha làm phép cái đôi nhẫn của mình luôn. Mà bây giờ nhẫn thì chắc là tay đứa nào cũng không còn rồi. Bây giờ hay là mua nhẫn mới đi. Bởi vì là cái giao ước đó rồi hả, cái cha mà làm phép có nghĩa là Chúa làm phép là tình yêu là bền chặt lắm đấy. Rồi cuối cùng đi dẫn con vào PNG mua một cặp luôn đó cha. Con cũng không biết là bằng cách nào luôn, mà con thấy vui ghê luôn đó. Không thì cùng lắm mà hát người ta trao em gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ. Em có lấy hay không? Dạ chắc không. Chúa tôi phũ phàng chưa? Mà thực tế là như vậy. Thực tế là như vậy. Có những người mà đang khi không có tự nhiên, hai vợ chồng không có đạo, cứ một người có đạo là đơn bị rối. Mà chồng nó không chịu phép chuẩn là cô này không theo đạo được. Vì theo đạo là rối. Cho nên nhiều khi những anh em linh mục muốn rửa tội là bị khó cái đó. Làm sao phải thuyết phục được cho người chồng kia họ chấp nhận là làm phép chuẩn, hay là chấp nhận cho người kia kìa, hoặc người vợ làm phép chuẩn. Nó khó là khó cái đó. Tự nhiên chuẩn chuẩn cái gì, mẹ đang hôn phối đàng hoàng chứ mình có phải là ăn bậy ở bậy đâu, có hôn thú đàng hoàng mà, trước mặt người đời mà. Nhưng mà nhớ rằng hôn thú cũng là cái dây liên kết vững bền đấy nhá. Chứ không phải là mình theo đạo rồi mình bỏ cái hôn thú ngoài đời là không giá trị gì đâu. Không, vẫn có giá trị. Vậy được rồi, tại sao bắt tôi phải làm phép chuẩn là cái gì? Tôi hiểu chẳng chuẩn chuẩn gì cả. Tốn tiền mua nhẫn, tốn tiền may cái áo dài. Thấy không? Rồi vô đó tôi biết ông cha không nói cái gì đâu, thề với hứa biết cái khỉ gì. Khó lắm. Đó là một trong những trở ngại trong cái việc mà đến với Chúa của những anh chị em tân tòng khi mà hôn nhân khác đạo. Rồi con gái con cũng được rửa tội không? Vâng ạ. Được không? Dạ thưa cha, thì khi ngày 23 tháng 7 năm 2016 là con rửa tội xong rồi, làm phép chuẩn với chồng con rồi, thì đến ngày 6 tháng 8 là cách đấy cũng gần một tháng nữa là tiếp theo đó, là tháng tiếp theo đó. Con tháng 7 thì con tháng 8 là 6 tháng 8 là cha Martino Hòa đó là rửa tội cho con gái của con. Ôi, bà theo đạo được rồi, còn con tôi kệ tôi. Cớ gì bà theo đạo xong bắt con tôi theo đạo là sao? Khó, cái khó thứ hai chứ. Cái khó thứ hai, mình không thể ép được, người chồng có quyền như vậy. Cho nên bây giờ hôn nhân khác đạo, phép chuẩn thì không bắt buộc là đứa con nó phải theo đạo Công giáo, nhưng mà khuyến khích thôi, và cố gắng làm gương sáng thôi, chứ không được quyền ép đứa con nó phải theo đạo nữa. Vì người chồng hoặc người vợ khác đạo họ có quyền, họ bảo nó là con tôi, nó là con chị, con của chúng ta, tại sao là chỉ phải theo đạo của vợ mà không theo đạo chồng? Hãy để cho nó tự do nó lớn lên. Đó là khó thứ hai. Mà anh chị này gặp hai cái trở ngại lớn đó, Chúa cho lướt qua nhẹ như làn gió vậy. Em trôi. Rồi tiếp tục kể tiếp rồi mẹ chồng con sao? Dạ mẹ chồng con thì lúc đó thì nhà con cũng chỉ là đạo Phật bình thường thôi, mẹ cũng chả thờ cúng gì đâu. Nhưng mà thấy chúng con vậy thì mẹ cũng không có phản kháng gì cả. Con cũng vẫn ở chung nhưng mà biểu thôi, thì nó cứ đi vào đấy thì coi ông cha nói gì thì nó nghe. Thì mẹ cũng chỉ nói là không biết trong đó ông cha ông giảng cái gì, ông bà chỉ nói vậy thôi. Chứ thật sự là suốt thời gian đó thì bà cũng không có nói là đạo đó là như thế nào cả. Rồi thấy bọn con vậy thì bà cũng gọi là xuôi thôi ạ. Bởi vì từ hồi đến giờ thì bà cũng không có tín ngưỡng cái gì cả. Thì bà cũng chỉ biết là đó gần kế nhà bà có cái nhà thờ đó, thì thôi bây giờ nó cứ vào đấy thì kệ nó vậy thôi ạ. Cái khó khăn thứ ba là mẹ chồng. Cháu nội của tôi rửa với ráy cái gì nó có tội tình gì đâu phải đi rửa. Thấy chưa? Cái khó thứ ba vượt qua vừa chồng vừa con vừa mẹ chồng nữa. Chú lại cho êm trôi. Rồi sau đó thì sinh đứa con kế tiếp như thế nào? Dạ thưa cha, là đến năm cuối năm 2017 khi mà Noel là con cũng có múa trong nhà thờ, là trong hội các bà mẹ Công giáo ấy, thì cuối năm tháng 12 năm 2017 thì là bắt đầu con hơi nghén rồi đó. Thì hơi nghén là sao? Hơi nghén là lúc đó là có bầu á, là trước đó có bầu thì con đã được đến giáo điểm tin mừng của cha ở quận 7, là đúng là được chị, dạ vâng, ở nhà bè thì là có chị Oanh, chị có đi chị có chở con đi, là khi mà con đang bán bánh mì
trước cổng trường Cao đẳng Kinh tế ở như đường Vĩnh Viễn đấy cha. Thì là con bỏ cả xe bánh mì đó, là con có nghĩa là bán cả 2-3 tiếng rồi dẹp để xe đó luôn. Rồi bắt đầu là chị bảo đi xuống giáo điểm Tin Mừng Cha Long ở gì đó đó, chị chở em. Thế là lúc đó là trước khi mà chưa ngén á, thì là con bảo cha ơi, cha ơi, con xuống giáo điểm Tin Mừng, con bảo ước gì Chúa sẽ làm cho mình, ước nguyện là ví dụ nếu mà muốn sinh một em bé nữa thì xuống đó cầu Chúa đi. Thì con bảo ước ao là được cha sờ đầu thôi. Chỉ cần mới đến xuống đó thôi, nghe cái lòng mà lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, tự nhiên nước mắt chảy ròng ròng ra. Mà khi mà được cha ôm cái đầu và cái lòng cha thôi, cái là rồi là nước mắt tuôn đổ. Con không biết mà từ khi mà mới về đó, chắc là tháng 10 là con đi đó, là đến tháng 12 là con là có bầu á. Là có bầu em bé bây giờ đó, là có nghĩa là có bầu thì con cũng là trải qua một giai đoạn rất là khó khăn. Thì khi mà cũng 2 tháng á, thì con cũng có động thai. Động thai là tại vì con đẩy cái xe bánh mì mà nó lên cái dốc hơi cao đó. Rồi người ta mới bảo đi vào trong bệnh viện Từ Dũ thì người ta mới bảo là bị là bóc tách nhau thai. Mà thật sự là đúng là chỉ có quyền năng của Chúa thôi. Mọi sự quà tặng của Chúa dành cho con thì Chúa sẽ cứu bằng mọi cách. Là khi mà cái lúc mà con bị động thai á, là khi con mới đi, con chở cái em bé gái đây ở nhà thờ Phaolô Lê Hồng Phong về 7 giờ đúng, thì mới bước vô phòng một phát thì là máu ồ ạt chảy ra. Xong rồi con mới đi vô trong nhà tắm, con thay xong rồi mới đi ra lại tiếp tục. Rồi con thay hết ba bộ đồ. Lúc đó thì chồng con đi chạy xe, thì lúc đó anh bảo là anh đang ở Long An. Thì bảo vậy thì anh ơi, bây giờ chắc em đi vô bệnh viện để anh về anh coi con đi. Thì anh cũng chạy về chứ con không có nói bất cứ cái gì mà con cũng không dám nói cho ai nữa, con cũng giấu. Lúc đó mẹ chồng con thì cũng già rồi, nhỏ, thì con nghĩ là mình chắc là vậy thôi, thì thôi mình đi khám là được. Thế là con đi xe ôm 20.000 ra cái chỗ cái bà đó. Bà ấy khám thì con bảo sao giờ này còn đi lên Từ Dũ nữa. Thì bắt đầu là sao giờ này còn đi đến nhà bà mà không đi lên Từ Dũ đi. Thì con mới bảo dạ tim thai còn không bác, Chú ơi Chúa cứu con đi, Chú ơi Chú ơi Chúa ra tay Chú cứu con của con đi. Thì con chỉ có bảo là Chú ơi Chúa cứu con của con đi thôi, chứ giờ này con không biết làm sao hết. Rồi bắt đầu là cái bà đó, bà đi xe ôm tiếp thì bà chở con lên bệnh viện Từ Dũ. Rồi bà đó bà lại làm tiếp, thì cuối cùng nó cũng đầm đìa ra, bà bảo bị bóc tách nhau thai rồi, cái này là chỉ còn 30% thôi nhá, làm sao mà bị như thế này. Rồi xong cuối cùng bà bảo bây giờ phải vào nhập viện đi thôi. Rồi xong là con vào nhập viện. Dạ con nhập viện thì lúc đó là con nằm bệnh viện có 1 tuần thôi. Thì trước khi vào bệnh viện thì sang đến ngày thứ 2 đấy là chị Oanh bảo Nhâm ơi có lòng đại lễ thương xót ở trên hội đồng mục vụ này này. Rồi vậy thì chị đi cầu nguyện cho em với, rồi cả mấy cộng đoàn và cả với vợ mẹ Hà là mẹ đỡ đầu của con đó cũng đi lên đó. Mà trước đó thì đại lễ lòng Chúa thương xót con cũng đã từng đi lên mục vụ rồi. Thì là cầu nguyện cho con, thì con cũng là tạ ơn Chúa là con chỉ ở trong đó có 1 tuần thôi là con về được bình an. Nhưng mà ở trong đó là bao nhiêu người, người thì thụ tinh nhân tạo, người thì bị u sơ u nhân tử cung, rồi cắt tử cung, nó tóm lại nhiều vấn đề lắm. Con bảo Chú ơi sao Chú thương con mà Chú cho con đi về sớm nhất mà con lại vẫn giữ được, còn có 2-3 người sau này thì nói là chị giữ không có được, thì cũng giống như động như con vậy đó. Rồi khi mà về đến đó thì con tạ ơn Chúa là con cũng đi xuống lòng Chúa thương xót với cha một lần nữa, là lúc đó là máu ở trong của con vẫn đang còn ra, nhưng mà con vẫn tạ ơn Chúa mà làm sao Chúa vẫn giữ được con của con đến trọn vẹn để cho con sinh bé. Là ngày 11 tháng 10 năm 2018 là con sinh bé, là sinh thường thôi, rồi là 3,5 kg mà kinh thường. Rồi buổi sáng hôm đó là con cũng bình thường, con dẫn cái bé lớn đi ra nhà trẻ, là lúc đó nó học lớp lá. Rồi đi bắt taxi cầm 1 hộp cơm. Rồi chồng con mới bảo anh chắc là đến ngày dự sinh rồi. Thôi bây giờ người ta nói là mùng 9 tháng 10 là ngày dự sinh, mà bây giờ là ngày 11 rồi, thôi cứ vào bệnh viện đi. Thì con đi vào bệnh viện ăn hết hộp cơm xong, vào đó người ta bảo nở 3 phân rồi. Thế là trọn vẹn là con sinh em bé là sinh thường được 3,5 kg đấy cha. Bây giờ nó là... Rồi đứa bé đó có được rửa tội giống chị nó hay không? Dạ có cha. Khi mà con sinh em bé ngày 11 tháng 10 năm 2018 thì đến 20 tháng 11 là cách đó được 1 tháng mấy ngày đó, là con cũng đến năm 2018 luôn, là em bé mới được hơn 1 tháng là con cũng mang đến nhà thờ Bắc Hà là có cho vương rửa tội cho bé luôn. Thưa anh chị em,
lại thêm một cái khó nữa, Chúa lại cho êm trôi. Sinh đứa con đó khó rồi, rồi cho nó rửa tội càng khó hơn nữa, vì bạn đứa cháu nội đó à nha. Ông chồng bảo tôi nhường cho đứa bé gái là được rồi, còn đứa con trai là cháu gì đó, đích tôn hay cái gì đó làm sao mà được, rồi mẹ chồng nữa làm sao được. Mà Chúa vẫn cho êm trôi. Vậy là cướp khỏi tay của ma quỷ ba linh hồn rồi, người mẹ, đứa con gái, đứa con trai. Còn một đứa nữa, số phận nó sẽ như thế nào kể cho mọi nghe, đứa lớn cuối cùng. Dạ vâng. Dạ thưa cha và cộng đoàn, thì còn chồng con nữa, thì chồng con vẫn cứ là chưa được vào làm con cái Chúa. Đó là cái lòng của con là cũng đang rất là luôn luôn cầu nguyện để cho là sao à bây giờ ăn ơi. Trước tiên là con cũng nói với chồng con là bây giờ là em rồi hai đứa con của mình vào đạo rồi, bây giờ anh vào nữa là hai vợ chồng cùng thờ phượng Thiên Chúa, quy về một hướng thì Chúa sẽ ban hồng ân rất là nhiều. Thì anh thề nói với Chúa cha vậy đó, nói với cha của hai đứa bé vậy là ba nó đó, thì ba nó cũng bảo với chồng con đi. Nói với chồng con. Thì bây giờ anh mới nói là vậy thì bây giờ cái vấn đề mà đi học giáo lý á cha, là phải 6 tháng mà phải đi học, thì bây giờ cơm áo gạo tiền thì chỉ có một mình anh nuôi thôi, một mình anh lo thôi, thì bây giờ lại đi học kiểu gì. Cái vướng bận đó là cái quan trọng đó, vấn đề là cái đi học đó. Thì anh cứ bảo thôi đi học đó rườm rà phức tạp mà không có thời gian, bây giờ đang chạy xe để kiếm tiền để nuôi tụi mày mà. Ý là thường thường anh... Rồi cuối cùng thì có đi được hay không? Dạ cuối cùng thì con vẫn cầu nguyện bao nhiêu năm thì cầu nguyện lòng Chúa thương xót, rồi cầu nguyện kinh Mân Côi, rồi cuối cùng là đến tháng 7, tháng 8 năm 2020, thì trong cái thời gian mà anh lại vừa mới cái giai đoạn đầu của dịch và Covid ấy, bị giãn cách ấy, thì anh lại đang thất nghiệp mà tự nhiên làm sao mà con mới nhờ đến sơ, con bảo sơ hay bây giờ sơ có thể dạy giáo lý cho chồng con đi. Rồi cuối cùng anh lại cũng nhận lời, rồi cuối cùng là sơ dạy trong vòng là khoảng độ hơn một tháng mà chồng con được rửa tội ngày 29 tháng 9 năm 2020 đấy cha, là trọn vẹn, là con cảm thấy là con tạ ơn Chúa. Lại một lần nữa, êm trôi. Nếu mà không có Covid, nếu mà anh vẫn có công ăn việc làm, anh có đi học giáo lý không? Không. Mà anh không có giáo lý thì sao rửa tội? Mà phải nói rằng nhờ Covid, nhờ thất nghiệp, cho nên anh mới chịu ở nhà và đi học giáo lý. Vì học một tháng ở nhà thất nghiệp thì học một tháng cũng như là học 3 tháng hay 6 tháng thôi. Ngày nào cũng học, mà ngày nào cũng học 3-4 tiếng thì là đủ bằng 6 tháng rồi. Và anh đã được chuẩn bị trước từ người vợ với hai đứa con rồi. Ta thấy Chúa có đường lối của Chúa. Nhiều khi mình sốt ruột lắm, bảo trời ơi vợ rồi mà con rồi, đứa con rồi mà cũng còn chồng nó cũng vẫn còn chưa chịu rửa tội nữa. Chưa đến lúc, giờ ta chưa đến. Hãy nhớ câu giờ ta chưa đến. Sốt ruột cũng không được, mà gọi là dục tốc bất đạt. Càng vội bao nhiêu thì càng vấp té, không đạt được kết quả đâu. Cứ từ từ mưa dầm ngấm lầu, dục tốc bất đạt, rồi cũng êm trôi. Rồi khi mà người chồng con đã được quay trở về với Chúa rồi, thì Chúa ban ơn gì cho con và ban ơn gì cho chồng con khi hai bên đã cùng một niềm tin rồi? Dạ. À, khi mà chúng con đã được rửa tội hết cả gia đình á, thì là Chúa ban cho chúng con rất nhiều ơn lành lắm cha. Dạ, thứ nhất là con á, là Chúa biến đổi cho con được là một người trước kia á, là Chúa chưa sở chạm á, thì con là một người rất là nóng nảy, rồi một người cũng là hay gọi là cãi lý là tới cùng, gọi là hơn thua đấy cha. Nhưng mà đến bây giờ Chúa biến đổi con thì con trở nên là con chịu đựng hơn, biết khiêm nhường hơn và biết buông bỏ được những thứ mà cần buông bỏ, giống như cha hay nói đó, quẳng đi, buông bỏ những gì cần buông bỏ để chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Câu này cô nhắc lại tôi nói xong rồi bây giờ có khi tôi không sống được, và cô lại sống và cô nhắc lại cho tôi, cho anh chị em mình, buông bỏ những gì cần phải buông bỏ, cuối cùng chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót. Nghe cô nói thì biết là cô thuộc loại nữ tướng trong nhà rồi.
Và nghe cô kể thì biết là anh chồng cũng thuộc lại là hiền. Để vợ muốn nói gì nói, sao nói. Còn chồng của con có được biến đổi, có được ơn gì khi quay về với lòng thương xót Chúa? Dạ có ạ. Dạ nhiều nữa cha. Dạ trước kia thì chưa biết đến Chúa đó. Trong thời gian đó là khi mà con cũng chưa biết đến Chúa là anh cũng có là vì là tài xế mà cha, thì là cũng có những tụ tập. Rồi ở chung cư thường thường cũng có hay đốm nọ đốm kia để gọi là đỏ đen. Rồi cũng chơi, rồi có bạn bè rồi rủ dê để nhậu. Thì đôi khi cũng là nhiều lần và nhiều. Thì nói tóm lại là những thú vui đó thì là cũng có. Thường thường là người ta là trai nam tứ chiến, thì tứ cái thì chồng con cũng chỉ có hai thôi. Nhưng mà là cũng dạ cũng là cũng có đỏ đen chút xíu, cũng là đánh bài với hội chứ không phải là thật là nhiều tiền. Nhưng mà đó là nó giết cái thời gian và không có còn thời gian để cho gia đình. Rồi cũng tiền bạc ví dụ nó cũng sẽ là đỏ đen mà cha. Rồi thỉnh thoảng bạn bè kêu nhậu nhẹt thì là cũng có. Thì bây giờ đến bây giờ Chúa biến đổi là tự nhiên sao chồng con bây giờ hết ham mê luôn, đánh bài luôn. Rồi chăm con từ cái lúc con sinh em bé trai thứ hai là rồi là bỏ luôn á cha, bây giờ là không có nữa. Rồi Hallelujah. Hallelujah. Thì giờ thì nó cũng không có nhiều, mà chủ đề của chúng ta nói với nhau đó là ơn lạ thời Covid. Bây giờ thì đi vào điểm chính trước khi kết thúc là ơn lạ thời Covid. Một cái ơn lạ rồi đó. Covid mà anh ta ở nhà, anh ta không có việc làm, anh ta được làm con Chúa. Đó là cái ơn vô cùng lạ chứ không phải là ơn lạ đâu. Tại vì không có việc làm là ngồi đánh bài, anh vốn đánh bài. Không có việc làm là ngồi nhậu, anh vốn thích nhậu. Chứ giờ đâu mà cô nói sao vậy? Việc làm thì không có, học giáo lý với liếc o leo cái gì, đạo với nghĩa cái gì, cô đi được rồi, hai đứa được rồi. Bây giờ tôi là đi kiếm tiền không có, bây giờ sống sao đây? Đi học cho lý có được cơm gạo không? Người ta đọc câu đó là mình dễ bị mắc quai cứng ngắc. Vậy mà Chúa biến đổi anh ta. Tôi thấy đó là cái ơn lạ thời Covid đấy. Đó là điều mà chúng tôi muốn nói tới. Nhiều người đã được ơn lạ thời Covid là thưa cha, nhờ có Covid chúng con không đi làm ở nhà mà con mới biết đến lòng thương xót Chúa, nhờ những bài giảng lòng thương xót Chúa, nhờ những YouTube, những món ăn tinh thần mà cha gửi đến mỗi ngày cho chúng con. Chúng tôi làm triền miên như vậy suốt ngày này qua tháng nọ, năm qua năm kia. Lúc mà nó căng thẳng nhất là thiết quân luật, không quay được ra khỏi nhà nếu không có lý do chính đáng và có giấy phép. Vậy mà anh em chúng tôi vẫn trao đổi với nhau qua điện thoại, qua email và tiếp tục gửi những món ăn tinh thần, không thiếu một món nào và không thiếu một ngày nào. Mà Chúa nhìn giữ tôi về không dính Covid. Vì nếu mà tôi dính Covid thì làm sao mà nấu những món ăn tinh thần cho anh chị em được. Trong khi anh em chúng tôi một vụ nói là Long là người mà tiếp xúc nhiều và cậu mới là người dính nhiều nhất mới là đúng. Trong khi đó cả trung tâm 90% còn sót lại. Vì tôi chẳng tốt lành gì cả, nhưng mà vì cái dụng cụ Chúa dùng thôi. Một người đầy tớ hèn mọn nhất Chúa dùng thôi. Đấy, đó là ơn lạ thời Covid đấy. Để bao nhiêu người nhờ đó mà con mới biết đọc kinh nguyện lòng thương xót Chúa, mới biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa, lần chuỗi mân côi. Xưa giờ có biết gì đâu, biết kinh kệ gì đâu. Thương chém, tôi thấy cái anh chồng này này, cái chồng của cô này lạ lắm. Hôm nào cô mời anh lên đây đi, để tôi phải hỏi coi là đầu đuôi thế nào mà anh lại cứ rờ mà anh cứ cho cứ mọi cứ êm trôi như vậy được. Bao nhiêu là cái núi đồi, cái trở ngại là không thể vượt qua được mà anh cứ cho êm trôi. Cuối cùng thì chính anh là người được ơn lớn nhất. Còn gia đình chị đã vượt qua nạn Covid như thế nào, chia sẻ cho mọi người ơn lạ thời Covid thứ hai. Dạ thưa cha và cộng đoàn, thì khi mà cái giai đoạn đầu đã trôi qua rồi á, giai đoạn cực kỳ đỉnh điểm là giai đoạn 3 đó, là cái lúc đó bắt đầu là từ tháng 6 năm 2021 đó, rồi tháng 7, tháng 8 đó là đỉnh điểm của Covid đó. Thì cái lúc đó là đã bị giãn cách tối đa đó. Nhưng mà khi mà chúng con là những người gọi là bị tiên phong, ví dụ như là tháng 7 đang còn lưa thưa mới có một số người thôi. Nhưng mà khi mà con là bị Covid là cái lúc đó là con đang nhớ là ngày thứ ba là ngày 28 tháng 7 là con đã đêm đó 3 giờ là con đã thấy con sốt rồi.
con sốt rồi, mà ở dưới là ở dưới là đã có dân phòng là đã đứng ở trước cái cổng, mà thật sự ra là lúc đó bọn con đang thuê nhà. Thuê nhà đó là thuê nhà bọn con ở tầng trên, tầng dưới là không có ai ở thì đóng cửa. Nhà chủ thì người ta lại ở một cái nhà ở chỗ khác. Rồi ở trên phòng của bọn con là có 2 phòng, và ở trên nữa là có 3 phòng, và ở trên nữa có 2 phòng nữa, là tổng cộng 9 phòng nữa cha. Nhưng mà bọn con ở như cái nhà đó thì con ở đó xung quanh bốn bên là bây giờ là người ta đã có người đã mất rồi. Rồi mỗi ngày là có những người đó đi test hàng ngày luôn. Nhưng mà chúng con thì chưa có test. Thì bắt đầu là cái ngày 28 tháng 7 con đã bị COVID. Là con chỉ bị có đêm đó 3 giờ là con thấy người con hơi ấm. Sáng mai con với bảo chồng con là anh ơi em hình như em bị dính rồi. Thì bắt đầu anh mới lúc đó là anh vẫn dạ người ta chỉ có cho anh đi là gọi là đang còn không chạy xe hơi ráp bằng 4 bánh nữa, mà chỉ có chạy xe bằng 2 bánh thì anh mới đi chạy ra chung cư. Lúc đó là ráp vẫn còn đưa đồ ăn cho mọi người đó, là ráp vẫn chỉ còn đi được, thì mới ra xin cho con một cái miếng lá sông mà người ta đưa vào chung cư Ấn Quang, là chung cư đỉnh điểm ổ dịch đấy cha. Thì là anh ấy mang về anh bảo vậy thì em xông đi. Xông xong ngày hôm buổi sáng hôm đó thì đến thì con vẫn là buổi trưa con vẫn là khi mà xông xong là bắt đầu con đọc kinh cầu nguyện Chúa, con bảo Chúa ơi Chúa bây giờ dạ là con qua. Đến ngày là con hết sốt là xong, là cái ngày hôm đó. Sang ngày hôm sau thì đến chồng con bị là đến sáng ngày hôm sau là chồng con bị là nó nặng hơn con, là có nghĩa là chồng con không có ngồi dậy được, là người ngợm xương nhức là mệt mỏi hết. Rồi bắt đầu là con bắt đầu là bảo thôi Chúa cho con khỏe được, con chăm chồng con với hai đứa con thì con đã khỏe được rồi. Đến chồng con này bây giờ đến đứa con của con nó thoáng qua sốt chút xíu thôi. Rồi đứa con tiếp theo cũng thoáng qua sốt cũng chỉ chút xíu thôi là khỏi rồi. Nhưng mà trong giai đoạn đó là cái lúc đó là tạ ơn Chúa là bọn con không có bị đi test. Nếu bọn con test là bọn con đã dính là đi cách ly rồi. Nhưng mà tạ ơn Chúa trong nửa tháng mà đỉnh điểm đó thì ở người chung cư Ấn Quang là người vừa mất và người vừa đi là lũ liệt. Người là đi lên xe để mà đi cách ly nhiều lắm. Nhưng mà cuối cùng tụi con không bị test trong thời gian đó. Nếu mà không có Chúa, con không cầu cứu đến lòng thương xót Chúa, mà Chúa không quan phòng, không bảo vệ, nâng đỡ, che chở cho gia đình con, thì cái lúc đó bọn con đang bị rồi, thì phải là lũ lượt là đi cách ly cha. Rồi có hai đứa con của con nhỏ vậy, cuối cùng làm sao mà chúng con là khỏi xong cái thời gian đó. Cái lúc mà người ta biểu test trở lại thì lúc đó chúng con đã khỏi rồi. Là tạ ơn Chúa là trong thời gian đó bọn con không phải test cái gì cả, mà bao nhiêu người người ta đều đi cách ly hết, người thân của bọn con là đi hết luôn chứ à. Là con tạ ơn Chúa là Chúa quan phòng một cách kỳ diệu, con không hiểu được cái sự huyền bí và mầu nhiệm của Chúa kiểu gì luôn. Thì nó là chỉ có là lòng thương xót của Chúa mới làm được điều đó. Hallelujah. 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 Tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay muốn nhắc lại điều đó để nhớ rằng giờ này năm ngoái chúng ta cũng vẫn còn đang bị cách ly. Giờ này năm ngoái vẫn đang hoang mang, hoảng sợ và hoảng loạn. Thế mà bây giờ có thể ngồi bên nhau kể lại những ân huệ Chúa ban cho mình, để đừng lãng quên ân huệ của Chúa. Đừng lãng quên ân huệ của Chúa. Đâu phải mình tốt, mình khỏe hay là mình có khả năng gì để mình còn sống tới giờ này. Trong khi đó biết bao nhiêu người năm nay là dỗ đầu rất nhiều. Rất nhiều người năm 2022 là dỗ đầu vì năm ngoái là năm khủng khiếp nhất ở Việt Nam này. Biết bao nhiêu người đã qua đi. Bây giờ ta còn sống đến ngày hôm nay mà có mấy người biết dâng lời tạ ơn Chúa không? Có mấy người biết nói rằng là hồng ân Chúa như mưa không? Xin phép được khép lại điểm hẹn Chúa Nhật với chủ đề là hiệp hành với ân lạ thời Covid bằng bài hát Hồng ân Chúa như mưa, để mỗi người chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời của mình, quá khứ của mình. Không phải nhìn lại để mà cay đắng, để mà day dứt, để mà hối tiếc. Nhìn lại để mà hallelujah, tạ ơn Chúa. Tất cả là hồng ân. Hồng ân lòng thương xót Chúa ban cho mình.
để mình còn đến đến ngày hôm nay. Nhiều người bây giờ là bắt đầu lại trở về đường xưa lối cũ rồi, lại ăn chơi, lại đi tìm tiền, lại tìm danh vọng, lại tìm chức tước địa vị, lại lo xây dựng xây cất nguy nga đồ sộ, lại tổ chức rườm rà hình thức bề ngoài, đến mất cái bên trong rồi, lại trở lại như cái cô tuần trước là trống rỗng, trống không, trống vắng và trống trải rồi. Không lấp đầy lòng thương xót Chúa, không lấp đầy bằng lòng thương xót Chúa. Chúng cũng muốn chúng ta lấp đầy lòng thương xót Chúa bằng việc mình mở tâm hồn ra, mở trái tim ra để mà đón nhận lòng thương xót Chúa. Rồi Chúa lại tuôn đổ tràn đầy ơn phúc xuống trên chúng ta. Bao la tình Chúa yêu con mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, êm trôi, trôi dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời.